anh có những cái story hay là có một cái số động thái nào đó trên mạng xã hội, có thể là cá nhân, có thể ừ. là official. Ừ. có một chút gì đấy gọi là nhắc đến hay đề cập đến câu chuyện đang chưa được xác nhận giữa người cũ của anh và bên gì. Nếu mà có những cái chuyện mà liên quan đến mình đề cập đến vấn đề mà chưa thực sự được xác minh thì không bao giờ mình đề cập cả. Còn nếu mà những có vấn đề nào mà đã động đến chạm đến mình mà mình thấy có vẻ là phù hợp thì mình sẽ đăng lên story thôi chứ mình cũng không nghĩ gì nhiều cả đâu là uh, như mọi người hay có một câu mà đột nhiên nó thành trend đi ừ. em thích ai tôi tán người đó <cười> <cười> uh, đó là cảm xúc cá nhân hay là nó liên quan đến câu chuyện gì không anh có thể chia sẻ cái này là mình thấy nó trước đấy là có một cái bài báo như mọi người đã biết thì trước cái story đấy thì có một bài báo khác mình thấy mọi người share rất là nhiều và gửi cho mình thì mình thấy rất là buồn cười vì <laughs> ở mình và bên gì là đang hẹn hò à. thì mình thấy buồn cười quá thì sau đấy lại có một bạn khác nữa lại gửi cho mình một cái ảnh tiếp theo là cái câu nói của bạn là Lân Di là em cặp thằng nào tôi tán thằng đó thì thấy buồn cười hai cái này nó rất là phù hợp với nhau à. vì xe cái này rồi mẹ xe cái kia thôi vì lúc mình rất là vui buồn à. cười quá chứ không có ý gì cả và <laughs> có thể nói là cái mà tôi cảm thấy cực kỳ thích nó một cách chân thành trước giờ tôi không phải là một người yêu thích thời trang ừ. thế nhưng chân thành hơn nữa đấy là tôi rất thích để cao ở một chuyện đó là luôn luôn đối mặt với mọi câu chuyện dù tốt hay xấu một cách rất thoải mái và vui vẻ và biện chứng đó là do con người hay là do những gì bạn đã từng trải qua mình nghĩ là do cả hai yếu tố đấy mà có lẽ là một phần nó xuất phát từ cái cái tính cách của mình nữa. bởi vì tính cách mình từ xưa nay vẫn là rất là vui vẻ rất là tưng tửng và vô tư thì một điểm nữa nó là có thể là do kinh nghiệm nữa vì kinh nghiệm sau khi mình trải qua rất là nhiều biến cố rồi nhiều thăng trầm cuộc đời thì mình lại thấy nhận ra là cái sự việc đến với mình như là không quan trọng mà cái quan trọng nhất là cách mình đối mặt với sự việc đấy nó như thế nào nó mới chính là yếu tố quyết định là mình sẽ đi đến đâu mình sẽ đứng ở đấy mình sẽ ngã xuống hay là mình đi tiếp và câu nói này đúng là của một người đàn ông 30 tuổi chứ không phải là.